Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 787 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 677 trường hợp chưa được cách ly. Hiện nay, các cơ sở y tế đang điều trị hơn 900 bệnh nhân COVID-19. Ngành y tế cũng đã triển khai thêm một số cơ sở y tế để điều trị F0. Hiện các địa phương đang cách ly điều trị hơn 14.000 trường hợp F0 tại nhà. Toàn thành phố có khoảng 340.000 người đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19. Qua ý kiến của các đơn vị địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, tình hình dịch hiện vẫn rất phức tạp khi số ca mắc mới ở mức cao, số ca chuyển nặng và tử vong lại có tăng lên. Vì vậy, các đơn vị địa phương phải theo sát tình hình, không lơ là chủ quan. Về điều trị thì thành phố sẽ tăng cường thêm các cơ sở y tế để đảm bảo tiếp nhận bệnh nhân. Về việc điều trị thuốc, đây cũng là một vấn đề rất cấp bách. Thì đề nghị là các anh chị xem về cái điều trị thuốc. Và 7 trung tâm y tế quận huyện là các anh chị cũng tính. Tôi nói rằng là bao cái tính mạng của người dân là phải trên hết. Bất cứ một cái gì chúng ta khó khăn, chúng ta phải cố gắng tìm hết phương án để chúng ta giải quyết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để đảm bảo tất cả người dân được tiêm chủng, nhất là bảo vệ nhóm có nguy cơ. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện cụ thể nhất để đảm bảo cho học sinh đi học trực tiếp trở lại.